bột sô cô la bông bông mình chăm tập pi pô này tại bữa tối nay mình lên cha nhôm anh nhôm thơ free ở nhâm tại mặt đòn cha hay nick cái chia sô cô la cake bên tai bữa xin chị bông bông mình sô cô la ấy các bạn đấy nè hay bột tú chụp mùi nồng bren oleo mình thích bơ mình thích cái vị cay này chung ngôi bông 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 thưa ca chạm bren oleo nhưng mình thích chúng tới đặt bơ mặt đông tú ba này phụ anh nick nhôm thưa tại mình thích thế tao mới nick nhôm chụp đam chạm bột bỏ dương mình thích cho tới đồng bay mà là mỏm chân nắng á phụ chân nắng nick nhôm tôi nó pe đại chạm bột cho à hai bông bông chụp đam vô vai cô với na đồng bay ở khăn bơ nóng về lì mùi bồn nó bê đại bột bởi dân chập đam tu mùi muối bông bồn chập đam khổ về tơ đồng bầy ai hóp vì tu bông bồn bị giặt lưng mẹn tên dân ba riêng tích tích đai để xa tại bột dân dân thời ca mưa đất đó dân cả lọc chân năng chân tơ của mọi việc khói ba đó nè và xin chị bông bồn ọt cả lọc ba tục chào dân bà chị khói cho dân bông bồn mưa mẹn tên mẹn tha xùa thư hay bông bồn bà lệnh cháu ấy nè tập món nướng khi nhôm cho ra một hành sô cô la và tem món nướng khi mà tôi đồng bây giờ tôi rụm lìa cho mùi nướng tật đá với bông bồn sô cô la bò dưỡng rụm lìa mới tôi là mồm hiện hiểu hiểu hai bông bồn chập đam lực vị tranh mắt na bông bồn ta khắp khắp bên đây ba na dừng do tôi cho bò cho mùi nướng bột bò dưỡng xin chị bông bồn miên sòng tay ấy bẹt tới vị sư quá tay tay nhom vị ở sòng tay cho ngon mình để do sự việc cô phò ta cho bò lại sọp nắng cứ đôi chị can sang bông bồn gì về đôi chết bên này sôi sập cho ngôi cho mùi nướng sô cô la hai bên xin chị bông bồn chơi chất nên sáng nhé nhóm chơi ai về đâu mà lại mất con trai.